Thì khi cô mù đưa thằng Bim qua cho anh thì anh thấy là không phải, đây mới là hạnh phúc nhất, đây mới là hạnh phúc nhất. Tự nhiên trong lòng mình có một cái lời hứa là nếu mà trời sập xuống thì bác cũng bảo vệ cho con, bác cũng bảo vệ cho con. Vừa chăm chị, vừa chăm con luôn. Thì là anh đảm đương hết tất cả mọi thứ hay là có sự trợ giúp từ ông bà? Anh về nhà buổi sáng là tới trưa là ba mẹ anh từ trong Huế bay ra liền. Cả nhà bú lại. Sướng quá mà, thiệt, sướng lắm rồi. Chạy ra liền. Không nhiều phút bằng nữa. Nuôi bà đệ là bà ngoại là con trẻ, bà cô của anh nữa. Nhưng anh Nhật là được đặt cách nằm bên cạnh. Mà em biết không, anh Nhật là một cái người ngủ lúc ngủ là trời sập. Cũng không dậy luôn hả? Ăn như muộn, ngủ như ca sĩ là ngủ dữ lắm. Nhưng mà thằng Bí mà cục cửa nó dậy nó bú giờ nào là anh dậy giờ đó. Mà anh nằm đúng một thể thôi em ơi. Tức là nó nằm dậy, mẹ nó nằm dậy, anh nằm như vậy nè. Anh nằm đúng một thể từ đầu hôm tới sáng vậy á. Không dám đụng đầy sợ đụng con. Sợ mình trợ để mình đụng lên nọ, mình đụng tay đụng chân rồi khóc đè con đau tùm. Mà em biết không, ngắm cả ngày vậy á. Trong cái nôi mà anh ngồi như vậy, anh dòm cả ngày dòm hoa vậy. Lâm Nhật cũng xin gửi đến quý khán thính giả bốn phương đang theo dõi chương trình Các ông bố nói gì. Xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào kính trọng. Và hy vọng rằng là cái buổi hội thoại này của ba anh em chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị nhiều cái bổ ích. Anh vừa mới xuất hiện thôi, phải không? Là mọi người vỗ tay rần rần rồi. Đó, chứ không phải là như Thanh Tân nãy nói gì nói chứ anh tự vỗ tay cho anh thôi à, chứ đâu phải là ai vỗ tay đâu. Đâu có, không, anh phải tự vỗ tay là được á chứ. Dạ. Tại vì ở trong cái nghề đi hát của tụi mình á là hay có một cái câu là từ beat á. Hồi xưa ở trong đoàn nhà nước, anh ở đoàn ca múa nhạc Hải Đăng Nha Trang đó, là một người chỉ được hát hai bài thôi. Ngôi sao mà được hát ba bài, nhưng với điều kiện là khán giả phải beat. Dạ. Thì mới được hát bài thứ ba, mà beat nữa thì mới được hát bài thứ tư. Nhưng mà có những đêm là khán giả họ thù đồng á, họ yêu thương nghệ sĩ nhưng họ không mà thực bộc lộ ra ngoài, họ ngại á, họ chỉ vỗ tay thôi, họ không có beat thì mình tự beat. Người ta không biết thì mình tự biết, mà người ta chưa vỗ tay thì mình tự vỗ tay. Nên có những người nói lúc Nhật là tại sao Nhật hay tự khen mình đẹp vậy? Tính khen cho rồi chết giờ tụi bé khen lâu lắm, khen cho rồi chết giờ tụi bé khen lâu lắm, chết giờ tụi bé khen lâu lắm. Rồi, bây giờ thì chắc hẳn là chúng ta phải vào luôn những câu chuyện phải gọi là rất là hấp dẫn của anh Nhật. Nói không? Anh, cái khoảng thời gian mà là anh biết là chị mang thai á, cảm xúc của anh như thế nào? Ba anh Lâm Nhật là trưởng, ngày xưa là ông là giáo sư Việt văn. Mà ba anh sinh được anh hai, xong tới anh Lâm Nhật. Mà phía sau là ba đứa em gái. Chú Dũng á, sinh được một người em gái thôi. Chú Tuyển ở bên Mỹ cũng đẻ được ba người con gái. Rồi chú Niềm ở Huế đẻ hai người con gái. Tức là sau anh Long Nhật là cả một gia tộc dài như vậy. Con gái không? Toàn con gái không. Mà anh hai anh lấy vợ rất sớm luôn, bởi vì áp lực của gia đình là cần một đứa con, đứa cháu nội á. Mà sự thật là gia đình không có bắt buộc anh Nhật phải lấy vợ sinh con sớm. Nhưng mà anh về anh thấy ông bà nội thở vô thở ra, mà thấy ba mẹ buồn. Mà mình là người con hiếu thảo thì cha mẹ buồn là mình biết liền. Mà trên đường đi lưu diện thì anh gặp chị Ngân ở dưới Hải Phòng. Và cái duyên phần là tới. Thì lúc anh gặp chị Ngân thì anh đã ngoài 30 rồi. Mà bà xã lúc nào mới có 18 tuổi thôi. Yeah. Lúc đó bà xã vừa đoạt cái giải Á Khôi, thành phố Hải Phòng, người có đôi mắt đẹp nhất. Năm 98 là gặp chị Ngân là những 18 tuổi. Năm 99 là chị Ngân 19 tuổi, là đám cưới. Anh Nhật cũng trải qua nhiều mối tình rồi, mình lúc đó mình cũng lớn rồi, mình đi diện nhiều rồi. Nhưng mà đối với anh Nhật thì chị Ngân là mối tình đầu. Sự thật là về làm dâu, làm con trong gia đình, nhưng mà chị Ngân rất là áp lực, bà xã anh rất là áp lực. Là chị mới biết là trong nhà rất là mong có đứa cháu. Mà cứ nói là trai gái gì cũng được, tụi bé sanh nhanh lên. Nhưng mà theo tâm sự của gia đình thì bà xã biết là gia đình rất là mong đứa con trai. Thì hôm nào bà xã bị đau bụng,
và ở Sài Gòn mình. Lúc đó anh có căn nhà bên Phú Nhuận á, và bác sĩ nói là trong buồng trứng có một cái cục u nang và sẽ không sinh em bé được. Trời ơi, làm như phim Hàn Quốc vậy đó. Về việc một bức thư dài giống như là chia tay để tới nơi rồi đó. Em không làm tròn trách nhiệm, em không có đáp ứng lại được cái kỳ vọng của anh và gia đình, thôi mình chia tay. Anh về anh la quá trời, anh đọc bức thư xanh la quá trời. Anh hay lên trên chùa Ứu Đàm ở trên Thủ Đức á, xong lên đó gặp sư bà, thì sư bà mới nói là không có sao cả, đi từ đây về nhà là có bầu. Khi nào nhưng chắc chắn cái tin cái thai đó là bé trai thì gọi cho sư bà để sư bà chúc mừng cho. Bên Phú Nhuận thì có một cái bà bác sĩ làm khoa sản á, xã anh dắt bà xã qua, bà xã bác sĩ mà nói tâm bay tâm ba, bác sĩ nào chẳng đoán tâm bay tâm ba làm gì mà có cái chuyện có cái cục nán gì, nó có một cái cục. Nhưng mai một sinh á, là sinh mổ rồi, trong lúc mà bóc để lấy bé ra đó thì bác sĩ phải bóc tách luôn. Vợ chồng phải kiên cự khoảng gần một tháng, không được gần nhau, phải ở hai đứa hai phòng. Trời ơi, ta là một tháng đó có như ở nhà mà giống cái cực hình vậy đó. Lâu lâu người xin vô hoa, lâu lâu người xin vô hoa, lâu lâu người xin vô hoa. Lâu lâu cho anh vô anh làm gì đâu, cho anh vô nói chuyện chơi thôi này, nói chuyện chơi thôi này. Và đúng thật là có bầu cũng có bim. Bản thân anh lúc đó có bị áp lực không, là nhất định phải là con trai? Anh thì anh không áp lực bằng bà xã. Ông bà già vợ ở ngoài Hải Phòng của nó, tụi mày cứ để tẹt ga đi, tao nuôi hết. Là ở ngoài á, yeah. Là mình nói con trai con gái chi cũng được. Nhưng mà sự thật trong từng cùng sâu thẳm là mình mong thằng con trai để nó giải tỏa hết tất cả những cái lo lắng cho cả nhà đi đã. Khi mà bim lớn lên là về gì nhà thờ gì nồi á, thì nó thấy hình của nó quá trời mà không có hình mày được. Cái sau này anh hai có đẻ được con trai, rồi các em gái lấy chồng đẻ được con trai cũng rất là nhiều. Nhưng mà về trong nhà là toàn hình bóng của thằng bim không. Thì thằng bim là mày hỏi bạc nó là bạc hai á, là tại sao không có hình anh rớm mà hình của con không vậy. Thì bạc hai mày nói là con là rất quan trọng, 30 mấy năm chờ đợi mày có con. Vậy cũng hiểu lý do tại sao mà nhỏ ít nói, bây giờ cũng như ông trời vậy em. Còn anh, cái khi mà như là những đề mà khi mà anh biết là mình có con trai á, vui lắm luôn hả nè? Những cái tháng cuối cùng là anh chỉ có đi quay truyền hình như vậy thôi, chứ không đi diễn nữa. Mà ngày xưa thì em biết nghề sĩ đi hát là đi lưu diễn. Đi hạt một năm là hạt đủ 12 tháng, một tháng hạt đủ 30 ngày. Là anh dẹp hết, anh ở nhà, anh chăm bà xã. 3 tháng đầu là coi như là cầm vần tuyệt đối, ngủ riêng. Còn ngủ chung là không được làng quàng. Từ 6 tháng thứ 7 là bác sĩ là bắt kiêng rồi, sợ đi máy bay ở Huế cũng không cho đi luôn. Tháng thứ 8 thì bà đi đây là cái bụng đi trước vậy nè. Thì anh hạt ở trên New Century ở Hà Nội á. Thì anh vô trong đó anh diễn, thì chị ngồi cái bàn thì còn cái quay rượu nó như thế này nè. Chị ngồi gì chơi với mày được, còn mấy thằng kia nó trêu chọc bà xã anh xinh lắm. Ông trời ơi, vợ Long Nhật là đẹp quá này kia, trời Long Nhật như cọc bụng thiêu vậy, yêu Long Nhật làm chi đi theo anh nè này, này kia. Anh biết sao không? Ủa rồi em đứng dậy một phát nhá, thì một bầu vượt mặt thế này, nó bầu vượt mặt thế này, nó bỏ nó chạy hết rồi, nó chạy hết rồi. Theo những gì mà anh chia sẻ thì em thấy là anh là một người rất là kỹ tính trong cái vấn đề mà là chăm sóc vợ bầu. Có cái tôi cái là không còn ngán gì cả. 20 tuổi được có bầu chứ mấy. Wow. Dễ dàng thích nghi. Nhưng mà có một cái là bà không kiêng được là bà thích trang điểm. Mà anh nói là đừng có trang điểm, có bầu là phải để mặt mộc như vậy thôi, để con nào mới đẹp. Con trai đẹp trai, con gái đẹp gái, con mình đẹp quá đó, đẹp thì cái phân của con đi. Anh bị cãi, anh mình không giảm đâu. Mình phải làm đẹp lên, mình soi gương mình cả ngày là mình thấy mình đẹp, rồi con mình là mới đẹp. Hai vợ chồng là thích đẹp. Hai vợ chồng xịn lắm, đeo đồ của như anh bây giờ đeo đồ ít á. Bằng ngân mà đeo nhận được tràng, mưa vào tay anh nhỉ. Hai ba sợi dây chuyền, hai vợ chồng mà một lần đi ngủ hay là thạo ra một khay. Bùng bầu thì là bị ràng đó. Thì anh massage rồi xoa kem được cho bà. Hầu như là anh bỏ hết tất cả các số diện để ở nhà. Cái lúc mà là chị sinh á, thì chị sinh dễ không anh? Sinh mổ thì mà bóc cái u mà mình nói lúc đầu đó,
anh đi diễn. Tự nhiên tự mấy cái ngày cuối cùng thì anh lại đi diễn. Là lắm nhất ở đoàn ca mùa nhạc Hải Đăng Nha Trang. Nó có hai đoàn, Hải Đăng 1 và Hải Đăng 2. Thì đoàn 2 mới ra ngoài Bắc đi lưu diễn. Thì cái thời đó chỉ cần một ngôi sao thôi mới bạn vẽ được. Ngọc Trai hay là có anh Nhật đôi này thì họ mới coi. Còn ví dụ như cả một chương trình bày màu thiển là hoặc là họ không coi. Mà bây giờ cùng vậy em cũng nhận không? Thôi tôi mới nghe nè. Trong đoàn người ta mời điện thoại, người ta năng nỉ là giúp đoàn 2-3 xúc ở Làng Sơn. Thì anh nói về xã, anh bác sĩ nói là còn 10 ngày nữa tháng này bị đẻ lẫn. Anh đi 2 ngày thôi là anh về liền. Nhưng mà người tính không bằng trời tính à. Đi đâu bất ngờ hả? Thì đúng rồi, anh vừa lên tới trên Làng Sơn một cái, em bị không, vừa make up xong là ở nhà bảo là chị Ngân chuyển dạ đến bệnh viện rồi. Gần 10.000 khán giả. Hồi đó một mình anh Nhật diễn là đúng vậy nè, diễn Hải Phòng, diễn Sông Lập Lạch Trái vậy á. Thì anh Nhật không diễn được ở sân Bình Đồng Kinh thì anh ra, nhưng với một lý do rất là thuyết phục là kính thưa quý vị, vợ sắp đẻ. Là khán giả họ cười một cái rần. Đám Nhật sẽ trở lại Làng Sơn một ngày gần nhất để bù lại quý vị. Còn bây giờ cũng xin quý vị đã đừng có đòi lại tiền vé của đoàn mà thôi này kia. Bây giờ mà trả vé cho chừng này người thì là khó lắm. Và đoàn bố trí cho Lâm Nhật một chiếc xe 7 chỗ và chạy thẳng từ Làng Sơn, mà hồi xưa chưa có đường cao tốc, đi một cái đường băng. Lâm Nhật nhớ đó, đi một cái đường băng chạy vòng vòng, xong mà chạy về Bắc Ninh, chạy về Bắc Giang, rồi mày băng làm sao mà về Hưng Yên, chạy qua Hải Dương, rồi mày chạy về Hải Phòng là đến 5 giờ sáng. Anh chạy về nhà thì ông bà già đang chờ sẵn để một bao bông to như này. Này mày ôm hoa mày vô mày tặng vợ mày đi. Này có cặp, có đồ ăn, đồ gì con sách đồ cho. Ông già này thôi thôi, ca sĩ mà sách đồ cùng cơm nước mà đi nuôi vợ đẻ trong kỳ lắm, mày ôm bó hoa mày chạy vô cho vợ mày trước đi. Nó vừa mừng vừa vui lẫn lộn. Mà nghe bà xã mộ rồi là mẹ yên tâm, nhưng mình có cái ân hận là cái lúc đưa vào phòng mộ lại không còn mình bên cạnh. Là lúc mà anh về, anh là về là mộ rồi. Là mộ rồi dạ. Mộ rồi mà chị Ngân chưa tỉnh. Lần đầu tiên gặp con á, cảm giác người ta đã né cái câu, ta đã tránh cái chuyện đó rồi. Ta nói ngang đó, ta tưởng là vượt qua một cái chuyện khác đi rồi. Không được đâu anh, em muốn ráng đi. Thôi rồi, ráng được lại. Tại vì anh Nhật lúc đó cái cảm giác nó kỳ cục lắm. Cô mù mình nói là anh còn muốn gặp con trai không? Thì đi cùng để đi xuống về Phong Nhi á. Và anh đi bằng một cái tấm tràng rất là lẫn lộn. Anh nghĩ là mình sẽ gặp một cái người mà 30 mấy năm mình mới gặp. Rất là thân thuộc của mình. Nó là máu thịt của mình. Thì anh nghĩ bùng, chắc là phải nuôi chặt mày thương đúng không? Tại vì phải chơi với nhau, mày miệng tay miệng chứng đồ cái đã rồi mày thương chứ. Nhưng mà anh bước vô trong phòng Nhi thì cô mù bệ thằng Bím đưa cho anh. Và lần đầu tiên anh thấy thằng bé cái mũi đồng nhỏ hoắt giống anh Nhật. Ông bà già nói là mũi mọc giữa mặt á. Ông bà già anh đi gặp rồi mà nói u sổ mày xuống về xem đi, cái mũi mọc giữa mặt như mày luôn. Mồm rộng hoác ra. Việc đầu tiên là anh thảo mấy cái găng tay ra. Anh đếm mấy ngón tay có thể có đủ không? Bạn thấy có mình đầy đủ. Nó có một cái sợi dây vô tình, vô hình thiêng liêng lạ lùng. Nó rào rạc trong người mình cứ mềm nhũn ra vậy. Anh khóc. Anh bể thằng bé đến tay và anh khóc. Anh khóc mùi mận đi vậy. Anh nghĩ đã không có một cái giá trị nào bằng nữa. Tại vì hồi nhỏ anh cứ tưởng là khi đoạt huy chương vàng, đoạt những giải thưởng lớn là hạnh phúc nhất rồi. Nhưng mà đến khi cô mù đưa thằng Bim qua cho anh thì anh thấy là không phải. Đây mới là hạnh phúc nhất, đây mới là hạnh phúc nhất. Tự nhiên trong lòng mình có một cái lời hứa là nếu mà trời sập xuống thì bác cũng bảo vệ cho con, bác cũng bảo vệ cho con. Vừa chăm chị, vừa chăm con luôn. Thì là anh đảm đương hết tất cả mọi thứ hay là có sự trợ giúp từ ông bà? Anh về nhà buổi sáng là tới trưa là ba mẹ anh từ trong Huế bay ra liền. Cả nhà bú lại. Sướng quá mà, thiệt, sướng lắm rồi. Chạy ra liền. Không nhiều phút bằng nữa. Nuôi bà đệ là bà ngoại là con trẻ. Bà cô của anh nữa. Nhưng anh Nhật là được đặt cách nằm bên cạnh. Mà em biết không, anh Nhật là một cái người ngủ lúc ngủ là trời sập. Cũng không dậy luôn hả? Ăn như muộn, ngủ như ca sĩ là ngủ dữ lắm. Nhưng mà thằng Bí mà cục cửa nó dậy nó bú giờ nào là anh dậy giờ đó. Mà anh nằm đúng một thể thôi em ơi. Tức là nó nằm dậy, mẹ nó nằm dậy, anh nằm như vậy nè. Anh nằm đúng một thể từ đầu hôm tới sáng vậy á. Không dám đụng đại sơ đụng con.
sợ mình trợ để mình đùng lên nọ, mình đùng tay đùng chân rồi khóc đè con đau tùm mà em biết không, ngẫm cả ngày vậy á, trong miền nôi mà anh ngồi vậy anh dòm cả ngày dòm hoa vậy. Bây giờ là tới một phần này mang tên là vợ tôi vô số tội. Tôi nè, kể thứ nhất là như vậy nè, kiên cự nè, ăn thịt heo, thịt nạc rồi thôi, thịt gà, thịt đồ cũng giảm ăn, thịt bò cũng giảm ăn, sờ độc rồi con bú mọc, tuyệt đối là con phải bú sữa mẹ chứ không bú bình. Có thằng Bim là trợ mặt ít ít, trợ mặt ít, rồi tôi có bé Moon, rồi tôi có mấy đứa sau này đó là trợ mặt luôn, là trợ mặt luôn. Mình bị giống ra rìa vậy á. Ngày xưa là anh là mũi tình đầu của em, anh là nhất rồi, yêu anh nhất rồi, bây giờ là bà là con, bà là nhất à, làm biến cái chuyện kia nữa. Phải năn nỉ, ôi này phải đem cái này đem kia, dù dỗ nước hoa là mỹ phẩm rồi á, tặng quà, bắt đầu có con rồi là chăm bẩm cho mày được con thôi. Mà càng đẻ nhiều thì càng trợ mặt. Đôi khi anh cũng càm ràm, đôi khi anh cũng tủi thân, đôi khi anh cũng buồn à, nhưng mà chỉ nói là dù thời gian đâu nữa mà giờ ơi, đầu bù tóc rối, tôi là một con u xin, tôi là làm mọi cho bố con ông đây. Tôi đừng có đòi hỏi nhiều nó mệt quá rồi, có đòi hỏi nhiều nó mệt quá rồi, có đòi hỏi nhiều nó mệt quá rồi. Ngân là còn một cái vậy nè, con gái nhà giàu tiểu thơ nó mà thích làm ăn, nhưng mà làm cái gì là thua lộ nấy nơi. Này mở mỹ phẩm cũng được nè, mở cà phê cũng được nè, mở làm những cái người hướng của lộc thích làm này kia, thì anh cũng chiều bà để kể bà làm cho vui, đi event, đi tiệc, đi tùng được cũng xin đi kèm đi với. Tao này bà thề đấy nha, bà đi tới khuya bà về nha. Nè ok, trang điểm đẹp, anh thích trang điểm với chị lắm, anh mới cấp cho chị Ngân đẹp lắm, anh làm tóc để mặc đồ cho bà, để đi hai vợ chồng đi vô 8 giờ khai mạc, đâu có 8:30 9 giờ kém á. Thì một lúc là không đòi về, em đi vệ sinh. Đi nhiều lúc sau nhắn tin, anh ở đấy mà chơi cho tôi về với con tôi đây, anh ở đấy mà chơi cho tôi về với con tôi đây. Là đi về trước. Đi đầy đủ cái về cái lẻ loi, dễ sợ luôn. Nó mẹ biết là có một cái tật là hay càm ràm. Anh nhận thấy ở Sài Gòn hồi đó thằng Bim học trong đây, anh bay ra Hải Phòng anh diễn. Thì ví dụ những chương trình của các cái club với các cái vũ trường, cái phòng trà ngoài đó diễn là ví dụ chỉ giờ của mình giờ 9:30-10 giờ, thì diễn biến chính thì ca sĩ chính hát cuối. Thì anh Nhật bay ra mà lo ta ra bay sớm đi không, ngủ đến giờ này nè, 2-3 giờ chiều mà bay ra. Bây giờ thì chiều mất rồi. Đoạn con đi học về, ăn vội văng văng với vợ con, xong là anh tắm, bắt đầu sửa soạn anh đi làm. Anh đi làm rồi cái về sớm nhá. Để ba ra bà hát mấy bà rồi ba về liền. Quên. Ra cái gặp anh em nghệ sĩ ngoài Hải Phòng vui, quên. Đi ăn tối, ngồi tới 2 giờ sớm. Xong rồi về con ngủ hết. Anh về, ngồi vậy nè, ngồi như bà tướng vậy. Về thì muộn, ăn cơm muộn, xong lại đi diễn, không ngó bài vở gì cho thằng Bim hết, không ngó bài vở gì con bé hết, một mình tôi nhá, làm mọi xong rồi làm gia sư luôn. anh đi đấy, anh bảo là anh đi tới 9-10 giờ anh về, anh hát xong về ngay. Thằng bé nó chờ tới 11 giờ đêm, buồn ngủ nó ngủ hết. Anh ngủ đến mấy giờ anh dậy? Anh ngủ tới 9-10 giờ anh dậy thì con đã đi học rồi. Bố con như mặt trăng mặt trời ấy, không bao giờ gặp nhau. Anh ở Sài Gòn, con ở ngoài này. Còn tôi ấy, tôi là cái đồ u xin, cái đồ rẻ rách thì vứt đi cũng được. Nhưng bây giờ tôi hỏi anh này, anh là cái gì của tôi? Anh là cái gì của mẹ con tôi? Mà hỏi con đó hoài vậy đó. Lá là âm sầm vậy đó. Cái anh mới nói vậy nè, Ngân, anh nói nè, dù sao mình cũng là á hậu, dù sao mình cũng là á hậu, dù sao mình cũng là á hậu. Mà anh Nhật dù sao cũng là ca sĩ hát tràng vũ tình nổi tiếng, hay không? Nói chuyện mà nói lưỡng sang, nhỏ nhỏ mày sang, không sang gì giờ này. Lá lên vậy đó. Bây giờ ép quá là nói nè, anh là cái gì của tôi? Nói. Anh là chị của em, anh là chị của em, anh là chị của em, anh là chị của em. Ê, kính ngọng luôn á. Hai đứa mình là hai chị em. sao bà phì ra bà cười, nói chuyện với anh thì tức lắm. Thôi, anh có một cái tiêu chí là anh không có cãi nhau về bà xã. Lúc nào anh cũng cảm thấy là mình là người có lỗi. Anh luôn luôn bù đắp. Anh ở với chị Ngân lâu ngày thì anh mới yêu bạn nhiều hơn. Chứ lúc anh điện với chị Ngân là lúc đó anh lượng rồi, anh ngoài 30 thì anh lại vợ, anh lại một cái người mà mình thương, mình mến, làm trong làm vợ thôi. Yeah. Nhưng mà sống với nhau lâu ngày á, thì cái tình yêu nó lượng lên từ từ. Tức là tình yêu của anh Nhật dành cho chị Ngân là tình yêu sau hôn nhân. Yeah.
đầu tiên lú sờ bà eo, tôi eo đùi bà kêu mình dùng con gái rồi bà kề môi trụng mọ rồi về trường bà học đó, về trường nói chuyện về sinh viên đó, thì anh cũng nói vì gì là anh thương em nhiều hơn là yêu. Anh cũng thú nhận một điều rằng là anh không còn men. Thì bà nói này, ôi trời, tôi chẳng quan tâm đúng là yêu hay là thương gì cả. Tôi là con A2 thôi nhá. Cái con hoa hậu ấy, ôi trời, thằng chồng nó men lắm anh ạ. Xăm trổ đầy người này nè, nó đánh cho một ngày 8 lần anh ơi. Đánh cho một ngày 8 lần. Đánh cho một ngày 8 lần. Em thấy là em ở với anh em rất là vui. Bởi vì ai nói gì mặc kệ, anh là một người hiền lành. Đối với cha mẹ thì anh tự nhận mình là một đứa con 10 điểm. Anh là một người gánh vác gia đình, anh lo hết chuyện trong chuyện ngoài hết á. Nhưng mà đối với vợ con thì không biết là nội nắm điểm không. Là bởi vì anh đi biển biệt. Ngày đây mai đó mà. Ngày đấy mai đó gạo chờ nước sông. Mà nói để anh chọn một trong hai thứ, cái sự chọn lựa đó nó quá sức với anh. Thì ai nói anh tham lam anh chịu. Cho anh chọn khán giả, cho anh chọn sân khấu, cho anh chọn cái đam mê nghệ thuật của anh Nhật. Nhưng mà anh được chọn cả gia đình nữa. Có những người, người ta nghệ sĩ, người ta chọn cái cuộc sống độc thân à, nói ôi cha nghệ sĩ rồi vợ con làm chi rồi lầm đầm lề đề mà đẻ chứ mà đẻ nhiều rửa đẻ đứa hai đứa thôi chứ đẻ chi mà cả bầy mà nuôi bất cực. Mang nhúng rồi còn khép lại, khán giả rồi ai cũng về nhà nấy à, mà cái người nghệ sĩ nổi tiếng đâu có phải hát hoài được đâu. Tất cả sẽ trở thành dị vãng, mình là cái gì đâu. Có những cái tường đài rất là lớn mà cuối cùng họ cũng trôi vào quên lãng thôi. Cha mẹ có thương mình cách mấy thì rồi cũng trăm tuổi mà về với ông bà. Và cuối cùng mình phải có một cái nơi để mình đi về chứ. Bà Ngân mà nói một câu rất là tội. Mọi người nói ui sao sao mà Long Nhật cứ đi biển biệt cái vậy rồi Ngân ghen à. Ui rồi đi đâu đi cho đã đi. Chọn chân mỏi gối đem về đây tôi làm báu vật. Đối với con Nhật thì anh Nhật không có kỷ luật à, trời mưa thì cho nghỉ học, trời lạnh thì nghỉ học, không ăn cơm thì ăn mì. Buổi trưa mắc khi mà bắt đi ngủ, cha con ta đâu quay phim bồ vui mắng chết thì bắt đi ngủ. Không ngủ trưa thì tối đi ngủ sớm đúng không? Bà xã là phải học đúng giờ, phải ăn đúng giờ, phải là gia sư, phải này kia. Thì cũng may có bà xã. Có một cái này, bí mật. Mấy ngày hôm nay bận rộn thật sự, hôm nay mới có thời gian để chia sẻ những gì mà bấy lâu nay trong lòng Ngân ấp ủ. Ngân nghĩ rằng là số phận mình rất may mắn khi được bước chân về làm dâu ba mạ. Ba mạ thương yêu quý mến từ dạy cho Ngân từng ly từng tí, từ những ngày Ngân mới bước chân về làm dâu không biết một cái gì cả. Thật sự có rất nhiều kỷ niệm trong cuộc đời mà không bao giờ quên được. Mạ như người mẹ thứ hai mà Ngân suốt đời lại yêu quý và trân trọng. Giờ mạ mất rồi, thật sự trong Ngân chỉ còn là những kỷ niệm. Ba ít nói nhưng mà Ngân hiểu rằng ba cũng rất là thương cô con dâu này. Tuy rằng hai vợ chồng Ngân vì công việc, vì cuộc sống ở xa nhau, nhưng mà Ngân ở nhà Ngân cũng chỉ là hậu phương vững chắc cho ông xã. Đi lưu diễn cũng chỉ mong là ông xã thật nhiều sức khỏe, mang lời ca tiếng hát để phục vụ khán giả thân thương. Hôm nay Ngân nói lên những cái tâm sự này thật sự là trong lòng rất là thương ba mẹ. Nhưng vì công việc Ngân ở xa, chỉ có hè hoặc Tết thì đưa các cháu về thăm nhà nội. Cũng chỉ mong ba luôn luôn thật nhiều sức khỏe, anh chị em trong gia đình đoàn kết yêu thương nhau. Xúc động. À, cũng qua chương trình các ông bố nói gì thì anh cũng xin nói về bà xã, về các con rằng là anh biết ơn bà xã, anh biết ơn các con. Luôn luôn là một cái điểm tựa, luôn luôn là một cái nơi chốn mà anh mong về nhất. Mặc dù ở xa hay là ở gần, mỗi ngày, trong mỗi hơi thở, trong mỗi suy nghĩ của anh Nhật, luôn luôn nghĩ về nhà mình. Bởi vì mọi người là lẽ sống của anh, là lẽ sống của anh.